Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Bí mật của Sito. Sito đang trên đường trở về trạm xe sau một ngày làm việc vất vả. Ôi, hôm nay đúng là một ngày dài. Hả? Là Lani mà. Không biết mình đang ở đâu nữa. Lani. Chú Sito. Cháu đang làm gì ở đây vậy? Cháu đi ra ngoài để tập lái thì bị lạc mất tiêu luôn. Cái gì? Chú đã dặn đi dặn lại là cháu không được vào đường lạ một mình rồi mà. Cháu biết rồi, cháu xin lỗi. Lần này may là chú thấy được cháu đó. Thôi chúng ta về nhà đi. Dạ. Granny, cháu bị làm sao vậy? Dạ, cháu đã cố né những chuyến xe buýt khác đó chú. Anh không bắt được em đâu. Chờ đã. Mấy đứa này thật là Hayo Rogi. Chú Sito. Chào chú Sito. Hai đứa, chú đã dặn bao nhiêu lần là không được chạy ổ ở đây. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi. Hôm nay nhìn chú Sito đáng sợ quá. Lúc nào tụi mình chơi với nhau cũng bị chú ấy la hết. Dạ, phải đó. Tụi mình chỉ là chơi đùa với nhau thôi mà. Thôi mà mọi người, chú ấy chỉ chăm lo cho bọn mình thôi. Dạ phải, hôm nay chú ấy còn giúp em nữa đó. Đúng vậy, trước giờ chú ấy cũng giúp anh nhiều lắm đó. Em rất muốn trở thành một xe buýt như chú Sito. Giống như chú Sito hả? Không dễ dàng gì đâu. Lúc chú ấy bằng tuổi tụi mình, chắc chú ấy đã giỏi lắm rồi. Chắc là anh nói đúng đó. Sáng hôm sau. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sito. Hả? Sito. Là giọng ai vậy? Em cũng không biết nữa. Hả? Thằng nhóc nó đi đâu rồi ta? Dạ cháu chào ông. Ông là ai vậy ạ? Mấy đứa nhìn dễ thương quá. Cháu có thấy Sito ở đâu không? Dạ không, tụi cháu mới vừa dậy thôi. Ra là vậy. Chắc là cậu ấy vẫn còn ngủ đây. Chú Bubba. Cháu xin lỗi, chú tới đây hồi nào vậy? Cái cậu này, nãy giờ trốn ở đâu vậy hả? Cháu thật sự xin lỗi, cháu vừa mới đi tắm rửa xong. Đã dặn là sáng cần phải dậy sớm hơn một chút để tắm mà. Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy chú Sito nhẫn nhịn như vậy. Dù sao đi nữa, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ hết chưa? Dạ chưa, cháu còn bận một chút việc. Lại thêm một lỗi nữa, cậu vẫn không thay đổi chút nào hết. Dạ, cháu sẽ đi làm ngay. Vẫn không thể nào trông cậy vào thằng nhóc này. Cho cháu hỏi, ông là ai vậy ạ? Cháu thấy chú Sito rất là sợ ông. Ông đó hả? Ông là Bubba. Lúc Sito còn nhỏ xíu thì ông đã chạy xe lâu năm rồi. Vậy ông là... Phải, ông là người chăm sóc cho Sito từ lúc nó bước chân vô trạm xe. Nó từng gây ra hàng tá rắc rối. Gây ra rắc rối sao? Wow, không thể nào. Thiệt mà, ông đã từng làm bắn nó suốt. Thật hả ông? Chú ấy đã làm gì sai hả ông? Kể cho tụi cháu nghe đi ông. Thôi được rồi. Lúc Sito vẫn còn nhỏ xíu, nó rất tinh nghịch và gây ra rất nhiều phiền phức. Một ngày nọ, cậu ấy đang đua với một chiếc xe thể thao trên một chiếc cầu. Thật là vui. Sito, dừng lại đi, vượt tốc độ rồi kìa. Chú Bubba. Đã dặn là cháu không được chạy nhanh quá vì rất nguy hiểm mà. Dạ cháu xin lỗi. Chú đã nói cả ngàn lần rồi, cháu cần phải ở trong trạm xe một thời gian. Hít đất và tự ngẫm lại mình đi. Hít đất hả chú? Dạ không được đâu. Thật vậy hả ông? Như vậy chẳng giống chú Sito chút nào. Chưa hết chuyện đâu.
Có lẽ là mình đã nghiêm khắc với nó quá. Nếu nó ngoan ngoãn ở trạm xe thì ngày mai mình sẽ cho nó đi ra ngoài. Cái gì vậy? Bởi vì phạt hết đất, cậu ấy đã dẫn bạn về trạm xe để chơi chung. Đứng lại đó. Shito. Chú mưa ba. Ôi trời ơi. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Wow, chú Shito còn tải hơn tụi mình nữa. Dạ, hình như là vậy. Nhưng mà chú Shito rất thông minh và tài giỏi. Dạ đúng vậy, chú ấy biết hết tất cả các con đường và biết mọi thứ. Bây giờ thì có thể là vậy, chứ trước kia thì không. Trước kia thì không. Các cháu biết không, khi cậu ấy còn nhỏ. Bắt đầu khởi hành thôi. Nè, dừng lại. Cậu ấy đã bỏ đi và để lại hành khách chạy theo phía sau. Và đã trượt trong bài thi lái xe. Wow, không thể tin được. Vì vậy nên ngày hôm đó ông đã làm bắn cậu ấy. Chú thật là độc ác. Shito. Rồi nó vừa khóc vừa bỏ đi. Khi nó không chịu trở về trạm xe, ông đã đi ra ngoài tìm nó. Shito, cháu ở đâu rồi? Hả? Bây giờ mình phải làm sao đây? Nó đã đứng ngoài đường và khóc nức nở. Shito. Là chú Mưa Ba. Cháu đang làm gì ở đây vậy? Nãy giờ chú chạy đi tìm cháu khắp nơi. Dạ, cháu đã bỏ chạy rồi sau đó bị lạc lúc nào không hay đó chú. Được rồi, không sao đâu. Giờ chú cháu mình về trạm xe thôi. Nhưng mà cháu đã hết xăng rồi, không thể tiếp tục đi được nữa đâu chú ơi. Sao hả? Ê, vậy là ông phải kéo chú ấy cả chặng đường trở về trạm xe. Cháu xin lỗi. Vậy là hồi xưa chú Shito cũng hay khóc nghe. Hồi xưa chú ấy cũng giống như tụi cháu bây giờ. Chú Bù Ba, cháu làm xong rồi. Tốt lắm. Chuyện gì mà mấy đứa vui vậy? Dạ không có gì. Chú Bù Ba, chú có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hay không vậy? Chú không biết. Mà thôi Shito à, cháu chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, cháu đã chuẩn bị xong hết rồi. Sẵn sàng rồi thì đi thôi. Mình cần phải đi ngay bây giờ. Hả? Đi ngay bây giờ sao? Nhưng mà cháu... Sao nữa? Nhanh lên đi. Thôi, dạ được thưa chú. Chú Shito bị làm sao vậy ta? Em cũng không biết. Các cháu sẽ sớm biết thôi. Cháu sẵn sàng rồi chú Bù Ba. Chú thấy sao? Cái gì vậy chú Shito? Nhìn chú cứ giống như chú Hề vậy. Nhìn chú dễ thương quá đi chú Shito. Để ông kể cho mà nghe. Một ngày nọ, ông trở về trạm xe và không tìm thấy Shito ở đâu hết. Shito! Thằng nhóc này không biết nó đang ở đâu nữa, nên ông đã đi ra ngoài để tìm nó, sợ là nó lại gây ra chuyện nữa. Shito! Shito! Nè, đó là Shito. Shito, tôi cảm ơn nhiều lắm. Dạ không có gì, khi nào cô cần thì gọi cháu nha. Hôm nay được đi chơi vui là vui. Đây là số đúng vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Làm lại đi, làm lại đi. Làm lại đi. Được chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Ông đã nhìn thấy Shito vẻ mặt như một chú hề chơi đùa cùng với lũ trẻ. Và cho tới bây giờ thì cậu ấy vẫn còn làm như vậy. Đó chính là vì sao ông tới đây, ông cũng muốn tham gia. Nó đã gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng nhờ có trái tim ấm áp của nó, Shito đã trưởng thành và trở thành một chú xe buýt tuyệt vời.
Thật là tuyệt vời quá đi. Chú rất tuyệt đấy chú Sito. Nè, chú cảm thấy rất xấu hổ khi bị các cháu nhìn như vậy. Không đâu chú Sito, nhìn chú rất là đẹp luôn. Dạ đúng đó, chú Sito, hôm nay nhìn chú không đáng sợ một chút nào. Chú Sito ơi, vậy tụi cháu đi với chú được không? Dạ, tụi cháu cũng muốn chơi chung với các bạn trẻ nữa. Ờ, các cháu à, tất nhiên là được rồi. Ta vô, nhìn em hài hước quá à. Anh cũng vậy mà anh Rogi. Mấy đứa nhỏ nhìn rất dễ thương, giống như cháu ngày xưa vậy. Dạ phải, mấy đứa nhỏ rất tốt bụng. Được rồi mấy đứa, sẵn sàng xuất phát chưa? Dạ, sẵn sàng. Đi thôi. Hôm nay, những chiếc xe buýt nhỏ đã biết được một bí mật của chú Sito mà trước giờ chưa ai biết hết. Và mọi người cũng nhắc nhở nhau phải cố gắng để sau này trở thành một xe buýt tốt như chú Sito. Lần lái xe đầu tiên của ta vô. Sáng sớm, những chiếc xe buýt nhỏ đã tụ tập lại với nhau. Các bạn ấy đang định làm gì? Muốn xem cái gì đó thú vị không? Ôi trời ơi. Có ai làm được như vậy không? Thật hả? Vậy anh có làm được hay không? Được thôi, nhìn đây. Em nghĩ là anh cần luyện tập thêm anh Yogi. Tại sao lại không được? Nhìn thì dễ nhưng mà làm không dễ đâu nha. Nhìn em nè. Có chuyện gì vui đâu mà cười hoài vậy? Nè các cháu. Dạ. Chú Sito. Ủa sao chị lại ở đây vậy chị Hana? À, chú Sito nhờ chị làm hành khách trong buổi tập luyện hôm nay đó mà. Tập luyện? Tập luyện cái gì vậy á? Hôm nay chúng ta sẽ dạy ta vô làm sao để vận chuyển hành khách ở trạm xe buýt. Dạ, cháu có thể chờ được mà. Được rồi, anh sẽ giải thích cho em. Dạ. Tốt lắm, hãy xem Rogi làm trước nha. Tuân lệnh. Được rồi, bắt đầu thôi. Dạ. Chị đứng đây được không nè? Hãy xem Rogi làm tuyệt đến thế nào. Điều đó tuyệt hơn là lý thuyết suông của các bạn. Chào mừng lên xe. Chúng ta đi thôi. Và chúng ta đến nơi rồi. Rogi đúng là số 1 mà. Như mọi khi mà chị. Thấy chưa? Bây giờ em làm giống như vậy xem. Em cũng có thể làm được, không có gì khó hết. Tốt lắm, ta vô, cháu hãy thử đi nào. Dạ. Hãy xem em cho kỹ nha. Cháu đi lỡ trạm rồi. Không, ta vô, cháu có thể đụng những xe khác nếu cháu lùi lại. Bây giờ hãy mở cửa ra. Việc này chắc dễ nè. Ôi trời. Việc này khó hơn mình nghĩ. Mình làm được rồi. Chị lên xe đây. Chayu, anh phải nói là chào mừng lên xe mới được đó. Chào, chào mừng lên xe. Chào mừng gì mà lạ vậy? Cháu không cần phải bắt chước giống cô bé. Toàn đâu có nói như vậy. Được rồi, bây giờ hãy nhìn thật kỹ rồi bắt đầu lại nha. Chúng ta đi thôi. Ta vô, cháu phải nhìn xung quanh thật cẩn thận và bắt đầu lại từ từ. Nhìn kỹ xung quanh và từ từ. Ôi, cuối cùng cũng xong. Chú nghĩ như thế nào hả chú Sito? Chú thấy chắc cháu phải tập luyện nhiều hơn đó. Thật hả chú? Ta vô phải tập luyện nhiều hơn để muốn giỏi như anh. Lúc trước anh cũng như vậy thôi. Cái gì? Thật hả?
Dạ. Vậy sao? Taiyo đang ở đâu? Thằng bé nói sẽ đi tập luyện cho đến khi làm tốt hơn. Chà, rất ấn tượng. Hana. Hả? Ờ, có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi phải đi làm, nhưng động cơ của tôi có gì đó rất lạ. Thật sao? Cô kiểm tra giúp tôi được không? Được thôi. Được rồi, lên dốc đi nào. Có vẻ không tốt chút nào. Sao vậy hả? Cháu nghĩ là bạn ấy cần phải nghỉ làm hôm nay. Vậy là chúng ta cần xe buýt khác để thay thế cậu ta. Ôi không, cháu phải đi sớm mới được. Cháu thì sao Rogi? Cháu cũng vậy. Chúng ta phải làm sao? Cháu luyện tập xong rồi. Hả? Đúng rồi, còn Taiyo nữa. Còn cháu thì sao? Đúng vậy, chúng ta có Taiyo. Nhưng Taiyo vẫn chưa sẵn sàng. Bạn ấy còn chưa quen việc, nhưng cháu biết là bạn ấy có thể hoàn thành tốt công việc. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào. Xe buýt hôm nay bị hư không thể đi làm. Cháu hãy làm thay cậu ấy nha. Sao hả chú? Là cháu. Cố lên Taiyo. Tụi em rất tin tưởng anh. Taiyo, xe buýt nhỏ. Đã đến lúc Taiyo chạy xe. Không ngờ là mình có thể chạy ngoài đường sớm đến vậy. Điều quan trọng là phải luôn để ý tới hành khách và nhớ phải thật cẩn thận. Có vẻ không dễ chút nào. Hả? Một trạm xe buýt. Chậm lại và cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Chả gì mà chậm vậy. Thôi nào, chạy mau lên. Không, lại sai trạm nữa rồi. Mở cửa ra đi. Đúng rồi, cửa được. Cánh cửa bị sao vậy? Không. Có chuyện gì à? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình sẽ cố thêm lần nữa. Có gì đó không ổn. Được rồi. Chúng tôi có thể lên được chưa vậy? Dạ. Mình phải chào hành khách mới được. Chào mừng lên xe. Vụn về quá. Chắc cậu ấy mới làm. Dạ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mình muốn làm thật tốt. Ôi trời, thằng bé còn non nớt quá. Lo lắng cho Taiyo, Sito đã chạy theo cậu ấy suốt dọc đường. Thằng bé chắc đang ở đâu quanh đây. Ô, thằng bé kia rồi. Ôi, cậu nhóc đang buồn, phải tới bắt chuyện thôi. Ủa, chú Sito, chú đang làm gì ở đây? Đừng để bị phát hiện. Chú đang lo cho anh Taiyo. Giờ anh Taiyo yếu xìu à. Là đi, cháu tới nói chuyện với Taiyo đi. Dạ, cháu biết rồi. Hy vọng ở trạm tới mình sẽ làm tốt hơn. Anh Taiyo. Hả? Lenny. Ngày làm việc đầu tiên của anh thế nào? Anh đã gây ra rất nhiều lỗi. Anh à, ai cũng có lỗi sai hết, không sao đâu. Nhưng anh đã dừng đúng trạm xe buýt và rồi lại không thể nào mở cửa ra được. Cái gì? Chỉ có vậy thôi hả? Em còn tệ hơn nữa kìa. Em không biết đi hướng nào nên cứ đi vòng quanh cái bùng binh. Và em thậm chí còn để khách xuống nhầm trạm xe buýt nữa. Hả? Chúng ta đang ở đâu? Không. Đổi đã. Chỗ rồi. Em đã có một ngày đầu tiên đầy thảm họa. Có thiệt em đã từng như vậy không Lenny? Anh làm tốt hơn em nhiều đó anh Taiyo. Em chắc không nè? Tất nhiên rồi. Ngày đầu tiên làm việc ai mà không lo chứ. Gặp lại anh sau nha. Chúc anh may mắn. Tạm biệt anh. Cảm ơn Lenny. Được rồi, mình làm được mà. Ô, mình nhìn thấy một trạm xe buýt. Từ từ và cẩn thận. Cẩn thận. Đó. Không tệ chút nào. Tiếp theo. Mở được rồi. Được rồi, lên đi con. Con không lên xe buýt đâu. Con sợ lắm.
Đi nào, không có gì phải sợ đâu con. Mình nên làm gì? Ngoan nhé con. Hey, ta vô. Mong là thằng bé vẫn ổn. Chú Sito. Hả? Rogi đó hả? Chú đang làm gì ở đây vậy? Hả? Cháu đến vừa kịp lúc. Hãy nhìn đằng kia. À, là ta vô. Mình nên làm một điều gì đó. Làm sao để cô ấy thấy rằng không có gì phải sợ hết. Ồ, mình biết rồi. Em ơi, có cái này vui lắm, em muốn xem không? Ủa? Hả? Ôi không, mình nên làm gì đây? To hơn chút nữa mới được. Này em, nhìn xem. Cậu hết người rồi, hết người rồi. Có tác dụng rồi. Đó là lỗi sai đó. Xe buýt này vui quá mẹ. Mẹ ơi, lên xe buýt đi mẹ. Lên đi. Ừ, được rồi. Hay lắm. Là xe buýt nhỏ, rất tuyệt. À, đúng đó. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tuy gặp chút khó khăn, nhưng ta vô vẫn làm tốt. Thầy vô đã có ngày làm việc đầu tiên đầy khó khăn, nhưng cậu ấy đã học được rằng sự động viên có thể giúp đỡ cậu ấy rất nhiều. Cậu sẽ có thể làm tốt hơn vào những lần tới, Thayo. Biết ơi, mình sẽ giúp bạn. Tony đang háo hức chuẩn bị đi giao hàng ngày hôm nay. Nào hãy lắng nghe, bạn ca luật giao thông rộn ràng. Nếu như muốn chuyển làn đường thì bạn nhớ phải bật xi nhan. Còn nếu như gặp đèn đỏ thì bạn nhớ phải dừng thẳng hàng và tuyệt đối không được chen ngang. Hả? À, đây là một chiếc xe chở hàng lớn. Tên cậu ấy là Bích. Hả? Bạn vượt qua vạch dừng rồi kìa Bích. Ồ, vậy hả? Bạn mà vượt qua vạch dừng thì có thể gây nguy hiểm cho người băng qua đường á. Ồ, mình xin lỗi, mình không biết. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Lần sau nhớ cẩn thận hơn á. Ờ, mình nhớ rồi, cảm ơn. Ủa? Chào Thái Vô. Chào Tony. Nhìn bạn vui quá vậy. Bộ hôm nay có gì thú vị hả? Tại vì tất cả những chiếc xe buýt nhỏ sẽ có một ngày được về sớm. Sau đó tụi mình sẽ về trạm xe và tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Thì ra là vậy. Bạn cũng tới tham gia nha Tony. Càng đông càng vui mà. Chắc là không được đâu. Hôm nay mình có nhiều hàng cần phải giao lắm. Vậy thì buồn quá. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm mọi việc thiệt là nhanh. Thật không? Hy vọng là bạn sẽ đến. Mình sẽ gặp lại bạn ở trạm xe nha. Được. Mình phải làm nhanh lên mới được. Ba ơi, ba ơi, chừng nào thì xe buýt đồ chơi của con mới tới vậy? Con háo hức lắm rồi. Sẽ có sớm thôi mà. Ô, nhìn kìa, tới rồi. Giao hàng đây. Tiệt quá à. Ủa, sao mọi người lại đợi ở ngoài này? Tại vì con của chú đang háo hức được nhìn thấy đồ chơi mới của nó đó mà. Thì ra là vậy. Vậy là giờ em ấy có thể chơi với nó được rồi. Cháu không biết hộp nào là đựng đồ chơi xe buýt. Hả? Chở hết đống hàng đó một lần thì nguy hiểm quá à. Mình phải nhắc bạn ấy mới được. Cái hộp nào là của chú vậy hả Tony? Cái này nè. Hả? Ồ, được rồi. Vậy cháu đi trước nha. Nè, chờ mình với. Hình như Tony bận lắm thì phải. Ba ơi, ba mở nó ra mau. Được rồi con trai. Đây không phải là xe buýt đồ chơi. Oh.
Bây giờ thì xong hết việc rồi, mình có thể về. Có chuyện gì vậy? Thật ra lúc nãy Tony có ghé qua đây để giao cho tôi một kiện hàng, nhưng thật không may đã giao nhầm hàng mất rồi. Đó là món quà mà tôi dành tặng cho con trai. Phải làm sao đây? Tony giao nhầm sao? Tôi cần phải gặp Tony để lấy thùng hàng của tôi về. Nhưng Tony đã đi mất rồi. Vậy để cháu đi tìm Tony rồi báo cho chú biết. Vậy à? Vậy có tiện cho cháu không? Dù sao thì cháu cũng xong việc hôm nay rồi nên không có sao đâu ạ. Vậy thì nhờ cháu giúp chú. Cảm ơn cháu. Cảm ơn biết. Cuối cùng cũng giao xong hết rồi. Mình xong việc sớm hơn mình đã nghĩ. Giờ thì chạy tới trạm xe buýt. Tony. Tony. Biết hả? Bạn đi rồi. Mình tìm bạn nãy giờ mà không thấy. Bạn tìm mình hả? Không có chuyện gì. Bạn giao nhầm thùng hàng rồi đó. Sao chú? Làm gì có chuyện đó. Bạn nhớ lại đi. Cậu bé đang chờ chiếc xe buýt đồ chơi đó. Chiếc xe buýt đồ chơi hả? Ý bạn là hả? Có rồi. Ôi không, họ vẫn đang chờ bạn đó. Bạn nhanh lên đi. Nếu mình mà quay trở lại đó mình sẽ trễ hạn với thầy vô. Ý của bạn là sao? Mình đang trên đường chạy tới trạm xe buýt để dự tiệc mà chắc là không còn cách khác rồi. Tại mình sai mà. Hay là mình giao giùm cho bạn nha. Thiệt hả? Tất nhiên, bạn cứ chạy đến trạm xe để dự tiệc với mọi người. Bạn có chắc là giúp mình được không? Không sao đâu, cứ để cho mình lo. Vậy thì cảm ơn bạn nhiều lắm. Không có gì. Tayo xe buýt nhỏ. Chiếc xe buýt của con. Cảm ơn vì đã đem nó về đây nha Bi. Dạ không có gì đâu ạ. Bây giờ thì cháu đi đây. Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh Bích. Cảm ơn anh. Giúp được cậu bé mình rất hạnh phúc. Hả? Sao nhiều xe quá vậy? Hình như phía trước đang kẹt xe. Tony và những chiếc xe buýt nhỏ đang vui vẻ với bữa tiệc ở trạm xe. Quẹo từ từ vậy nè, thấy chưa? Wow, bạn làm tốt thật đó. Bạn có số điểm cao thật đó. Thì mình làm tốt mà. Bạn làm tốt thật đó Tony. Đúng rồi đó, cứ tuân thủ luật lệ giao thông thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Không biết có chuyện gì mà Lani vẫn chưa về. Chắc em ấy sẽ về sớm thôi. Mình chơi trò trốn tìm đi. Cũng được đó. Nhiều xe quá, mình cần phải đi đường lớn, không biết mình có chen vào được không. Cứ thử thôi. Cua gấp như vậy rất là nguy hiểm. Tôi xin lỗi. Mình phải làm gì đây? Đường xá kẹt cứng ngắc rồi. Di chuyển đi chứ. Sao đứng yên đó vậy? Sao không chịu đi mà đứng đó nữa? Ôi không, không ổn rồi. Sao hôm nay kẹt xe quá chừng vậy? Chắc là mọi người đã về trạm xe buýt hết rồi. Là Bích kìa. Anh Bích. Chào Lani. Anh đang làm gì vậy? Anh cố gắng chen vào làn đường của anh, nhưng cuối cùng bị kẹt ở giữa mất tiêu rồi. Thôi chết rồi, vậy bây giờ anh phải làm sao? Làm ơn chạy tới phía trước giùm đi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh biết. Em phải đi trước rồi. Tạm biệt Lani. Tìm được bạn rồi. Bạn là mình giật mình. Mình tìm được hết mọi người rồi. Mình cứ nghĩ trốn ở đây bạn sẽ không tìm được. Hình như Tony tìm ra Tayo rồi. Nhìn kìa, Lani về rồi. Xin lỗi mấy anh em về trễ. Xin chào. Anh Tony cũng có ở đây hả? Xong việc anh chạy tới đây luôn. Sao em về trễ quá vậy Lani? Trên đường về em bị kẹt xe ghê lắm. Nhưng mà em đang lo cho anh Bích á. Ở đó còn nhiều xe quá nên anh không có di chuyển được. Bích hả?
làm được gì hết. Khoan đã, bạn ấy bị kẹt là vì mình. Hả? Ý của bạn là sao vậy? Mình đã giao nhầm hàng cho nên biết giúp mình đi giao lại đó. Mình phải tới đó để giúp biết đây. Hả, Tony? Chờ với. Mệt quá, di chuyển đi. Kẹt xe quá vậy. Nhìn dòng xe kẹt cứng ngắc rồi kìa. Bếp đang ở đâu ta? Anh ấy ở bên kia kìa. Xe nhiều như vậy thì bạn ấy không thể vào làn đường được. Nè mọi người, làm ơn xích qua. Có một chiếc xe hàng lớn đang bị kẹt ở bên kia. Làm ơn xích qua nhường chỗ. Ai, sao kẹt xe quá vậy? Nhanh lên đi. Không ai chịu nghe mình nói. Mình phải tìm cách gây sự chú ý của mọi người. Làm gì đó đi Tony ơi. À đúng rồi, mình biết phải làm gì rồi. Phải tạo ra âm thanh. Chúng ta có thể làm mọi người chú ý nếu các bạn bấm còi. Còn mình đi giải thích với mọi người. Được thôi Tony. Mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Vô, hãy nghe mình. Xe đông quá rồi ta làm sao di chuyển được. Mất thời gian, công việc ta thêm gian nan. Bạn nhỏ màu cam xin nhường cho anh kia. Nếu muốn chống đường, theo ý mình thì nhanh chóng thôi mà. Ta biết nhường và không quá vội thì không ai mắc kẹt. Đường thì hơi hẹp, chạy thứ tự rồi cũng sẽ đẹp. Tuân thủ luật giao thông. Luật giao thông. Tuân thủ luật giao thông. Luật giao thông. Yeah. Mình di chuyển được rồi. Cuối cùng thì biết cũng di chuyển được. À, chúng ta làm được rồi. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình. Bạn bè thì phải giúp nhau chứ. Em thấy rất vui vì không xảy ra tai nạn gì hết. Mình xin lỗi bếp. Nếu mình giao đúng kiện hàng thì đã không có chuyện. Bạn đừng lo. Mình lúc nào cũng rất vui nếu giúp được bạn bè mà. Mặc dù có lúc mình cũng hơi lo lắng. Dù sao cũng cảm ơn bạn một lần nữa. Nè Bích, bạn có muốn hát cùng mình trên đường về không? Hát hả? Mình hát hả? Phải, hát theo mình đi Bích. Vô, nè nếu như gặp đèn đỏ thì bạn nhớ phải dừng thẳng hàng. Dừng lại khi thấy đèn đỏ hả? Bạn hát gì vậy? Mình không giỏi hát đâu. Thử lại lần nữa đi ha. Khi gặp đèn đỏ thì nhớ là phải dừng lại. Thật tuyệt khi thấy Tony và Bích giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc. Tony rất biết ơn vì sự tốt bụng của Bích. Nhưng mà vui thiệt đó nha. Cặp đôi hoàn hảo Rocky và Pat. Taiyo đang vui vẻ chạy trên đường. Sắp tới trạm xe buýt rồi đây. Có chuyện gì bên đó vậy ta? Vẻ hoàng ngoèo như vậy thì làm sao mà tôi thấy gì chứ? Cứ như thế này làm sao tôi biết được đi chuyến xe buýt số mấy? Chắc là mọi người cảm thấy bất tiện lắm. Thật sự là bất tiện quá đi mà. Chào mừng lên xe. Chào chú Bart, chào chú Rocky. Xin chào. Bộ đang có chuyện gì hả chú? Mấy hôm nay có người nào đó vẽ bậy trên mấy bảng chỉ dẫn tuyến xe buýt. Vì vậy tụi chú đang cố gắng điều tra vụ này. Thì ra là vậy, chắc là vất vả lắm đây. Nè Taiyo, nếu cháu thấy ai vẽ lên đó thì báo cho tụi chú biết liền nghe chưa? Cháu hiểu rồi. Bây giờ cháu làm việc đây. Hẹn gặp lại sau. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào việc điều tra nhé. Bắt đầu từ đâu bây giờ? Không có tìm ra dấu vết nào không Rookie? Không, chẳng có gì đặc biệt hết trơn. Khoan, chờ một chút. Dạ, đúng rồi. Nhìn vào đây đi Bart. Nếu anh để hết thông tin của vụ án lên đây, chúng ta có thể dự đoán được hiện trường vụ án tiếp theo. Tiếp theo sẽ đến lượt trạm xe buýt số 8. Thật là ngớ ngẩn khi nhắm mắt tin vào máy tính. Tuần tra thiệt là kỹ mọi nơi vẫn là phương án tốt nhất. Thôi nào, đi nhanh thôi. Được rồi. Để tìm được tên tội phạm, Rocky và Pat đã tìm kiếm cả một ngày dài. Chúng ta đã tìm kiếm mọi nơi nhưng cuối cùng vẫn chưa thấy.
Tôi nghĩ là chúng ta nên theo lời chỉ dẫn của máy tính và ngồi chờ đợi ở trạm xe buýt số 8. Bình thường cuộc điều tra nào chẳng phải kéo dài như vậy chứ. Anh lúc nào cũng nói vậy. Kẻ tình nghi đang xuất hiện tại trạm xe buýt số 8. Báo cáo khẩn cấp. Báo cáo khẩn cấp. Anh đã chịu tin chưa bác? Tôi đã dự đoán đúng rồi. Cái gì? Mau đi thôi. Để tôi coi đã. Bác, rẽ trái đi. Đi đường này sẽ nhanh hơn nhiều. Tin tôi đi, tôi biết hết mọi ngóc ngách ở đây hơn bất kỳ ai. Nhưng mà tôi biết là đang đi đâu mà. Thôi được. Ôi không, đường đang được thi công. Tôi đã nói rồi thấy chưa, hệ thống chỉ đường hoạt động tốt mà. Chúng ta quay lại thôi. Thôi được. Tại sao giờ này họ vẫn chưa tới? Hả? Kẻ tình nghi đâu rồi? Sao các anh tới trễ quá vậy? Người đó đã bỏ đi vài phút trước rồi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tối hôm đó, tất cả những chiếc xe buýt nhỏ đều tập trung tại trạm xe. Hả? Mọi người có nhìn thấy những hình vẽ trên bảng hướng dẫn tuyến xe buýt không? Có chứ, nhưng mà đừng nhắc tới vụ đó nữa. Do nó mà hôm nay khó khăn gì đâu luôn. Phải đó, có rất là nhiều hành khách để lên nhầm các tuyến xe buýt khác nhau đó. Nhưng mấy anh không thấy những bức tranh đó rất đẹp hay sao? Hả? Có cả hoa và bướm trên đó, đẹp ơi là đẹp. Cái gì? Em nói như vậy là ý gì hả? Vẽ tranh lên đó là việc làm rất xấu đó nha. Em biết, nhưng em chỉ nói là nó cũng đẹp. Dù gì đi nữa, chú Rocky và chú Bát có nhắc chúng ta nhớ báo cho họ biết nếu nhìn thấy ai tình nghi đó. Tất nhiên rồi. Tất nhiên. Dạ được. Một vài ngày sau. Tôi mệt quá. Bart, không thể nào tìm ra kẻ tình nghi. Phải làm theo lời chỉ dẫn của máy tính và tập trung ở một nơi thôi. Cậu tin vào máy tính hơn là tin tôi à? Trong những lúc như thế này, chúng ta cần phải quan sát kỹ càng hơn. Hình như Pat và Rocky vẫn chưa bắt được tên tội phạm nữa. Chú Rocky, chú Pat. Tayo. Cháu chào hai chú. Sao giờ này cháu vẫn chưa về trạm xe nữa? Cháu đang trên đường về đây nè chú. Hai chú vẫn chưa bắt được tội phạm sao? Chưa. Chúng tôi vẫn đang tìm, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Tụi chú đã xém bắt được tên đó. Nếu như bác chịu nghe lời. Cậu nói vậy là ý gì? Nghe lời một cái máy vi tính và ngồi túc trực suốt cả ngày ở một điểm chẳng khác gì đang lãng phí thời gian. Đi tuần tra mọi nơi như vậy chỉ tốn thời gian thôi mà còn mệt nữa chứ. Chú Bát, chú Rocky à. Anh cứ đi tuần tra đi. Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Tayo, cháu chở chú đi có được không? Dạ, cháu hả? Muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ đi tuần tra cả khu vực này. Như thế này thì có vẻ không hay lắm. Tayo, xe buýt nhỏ. Cảm ơn Tayo. Thôi cháu về nhà đây. Chú Rocky và chú Bát sẽ ổn cả chứ. Mọi người đều bận rộn vì tên tội phạm này. Hả? Đó chính là... Không thể nào. Tên đó kia kìa. Mình phải báo cho chú Rocky mới được. Nhưng nếu mình bỏ đi thì tên tội phạm trốn thoát thì biết làm gì? Anh Tayo! Sao mà anh ngạc nhiên quá vậy? Im lặng nào, nhìn qua đằng kia đi. Đó chính là người vẽ bậy. Nè Lenny, anh sẽ đi báo cho chú Rocky. Em không được để tên đó trốn thoát nha, biết chưa? Em hả? Anh tin em làm được mà Lenny, mà cũng không còn cách nào khác. Được, cứ để đó cho em. Vậy thì anh sẽ đi liền đây. Anh nhanh lên nha. Mình sẽ làm được, mình có thể làm được mà. Chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, mấy bức tranh đẹp quá à. Nét vẽ rất là đẹp. Không biết là ai vẽ vậy. Chắc là người đó có
tài lắm mới vẽ được như vậy á. Mà hình như bức tranh này chưa vẽ xong thì phải. Nếu vẽ xong chắc nó còn đẹp hơn nữa. Vậy em có muốn anh vẽ cho xong luôn không? Em đừng sợ, anh tên là Andy. Andy? Vậy anh là người vẽ bức tranh này á hả? Đúng vậy. Ôi trời ơi, em rất thích bức tranh này, nó đẹp lắm luôn á. Có thật không? Nhưng mà tại sao anh lại vẽ lên bảng hướng dẫn xe buýt? Thật ra anh là một họa sĩ, nhưng để mở một phòng tranh thì tốn rất là nhiều tiền, nên anh không có cách nào khác để cho mọi người thấy tác phẩm của mình hết. Cho nên anh mới vẽ ở các trạm xe buýt đó mà. Vậy là có rất nhiều người có thể thấy được tác phẩm của anh. Em hiểu rồi. Nhưng anh không nên vẽ lên những bảng chỉ dẫn xe buýt như vậy. Mọi người sẽ đâm ra ghét tác phẩm của anh đó. Có lẽ em nói đúng. Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn mọi người nhìn thấy những bức tranh của anh thôi. Sao anh không thử tìm một nơi nào khác để vẽ đi? Một nơi khác để vẽ sao? Lani! Cảm ơn Ta Du. Cảnh sát hả? Khoan đã, hãy giải thích với chú ấy chuyện của anh. Đứng lại đó. Cậu ta nhanh quá. Tôi xin lỗi. Đứng lại đó. Là Bát. Tôi thành thật xin lỗi. Cậu vẽ ở đây gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người. Tôi sẽ tự lau sạch những gì mà tôi đã vẽ. Cậu phải làm như vậy. Cảm ơn Bát. May mà có anh. Anh nói rất đúng. Chúng ta nên đi tuần tra cả khu vực này. Không đâu, cậu mới là người đã tìm ra tội phạm kia mà. Thực ra là những em xe buýt nhỏ tìm thấy rồi báo cho tôi biết. Chú Rocky, chú Bát. Các em ấy đây rồi. Đã bắt được người đó chưa? Được rồi, tất cả là nhờ các cháu. Anh nhẹ nhõm quá. Chú Rocky ơi, nhìn chú bây giờ giống anh Rocky lắm. Dạ đúng đó, màu sắc rất giống nhau. Cái gì, Rocky hả? Andy. Ủa, hả? Anh Mark, anh Rocky. Xin chào. Wow, đường phố của chúng ta bây giờ đẹp hơn hẳn. Tất cả nhờ có Andy. Cảm ơn anh. Tôi cảm thấy rất vui vì được vẽ những nơi mà mọi người có thể chiêm ngưỡng tác phẩm. Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi đi đây. Còn phải đi tuần tra nhiều nơi lắm. Được rồi. Rocky, cậu tìm giùm tôi đường đi ngắn nhất được không? Tất nhiên là được. Tạm biệt. Lúc nào mọi người cũng tin tưởng vào khả năng làm việc nhóm của Rocky và Pat. Sự kết hợp của họ quả là tuyệt vời. Làm ơn chọn mình. Một buổi sáng đẹp trời. Xe taxi Nuri trẻ đang làm việc chăm chỉ. Chào Nuri. Chào buổi sáng. Bạn không quên buổi tiệc vào tuần tới chứ? Là tuần tới hả? Mình quên mất tiêu luôn đó. Vậy bạn vẫn chưa quyết định sẽ đi cùng ai hả? Chưa. Mình nhớ lần trước bạn đi với Speak đi. Và không phải bạn tham gia cuộc thi hát sao? Và mỗi ngày khi mặt trời xuất hiện, mình lại đi làm. Mình tên là Speedy. Hát cái gì vậy? Nghe ghê quá. Mình nghe không nổi luôn á. Là Speedy.
Mình nghĩ là lần này bạn sẽ rút kinh nghiệm dẫn theo ai đó hát thật hay. Gặp lại bạn sau nha. Chào. Lần này mình sẽ không bị bẻ mặt như lần trước. Nhưng mình phải đi với ai bây giờ? Nhỏ vui tinh chạy đến đây rồi đến kia. Là ai đang hát vậy ta? Nghe cũng hay đó. Ủa là Tha Du. Mình phải qua nói chuyện với bạn ấy. Xe bịt nhỏ vui tinh. Tha Du. Chào Nuri. Bạn hát nghe cũng hay quá đó. Bạn làm mình ngại quá chừng luôn. Nè Tha Du, không biết là bạn có muốn cùng mình tham gia buổi tiệc không? Buổi tiệc? Phải. Tất cả taxi đều dẫn theo một vị khách đặc biệt của mình. Lần trước mình đi với Speedy nhưng lại kết thúc trong thảm họa. Cho nên lần này mình muốn đi với ai đó có thể hát hay như bạn vậy đó Tha Du. Nói đến hát là phải có Rogi. Rogi. Anh thật sự là một ca sĩ hát hay đó. Có lẽ còn tốt hơn cả Tha Du nữa. Thật hả? Tất nhiên. Vậy anh hát cho em nghe đi. Nếu như em muốn. Rogi, mình là xe buýt lem lắm. Rầm, mình sẽ đi thật nhanh. Rogi. Thôi Rogi. Hả? Thế thế nào? Anh hát hay không? Cái đó, nhưng mà Rogi à, em đã hỏi Tha Du trước, nên phải xem thử Tha Du muốn thế nào. Này Tha Du, làm ơn đi, mình không thể đi với anh Rogi. Có lẽ là không. Mình sẽ đi với bạn. Cảm ơn Tha Du. Cái gì? Vậy mình sẽ tới trạm xe buýt vào ngày mai để luyện tập nha. Được thôi. Hả? Nuri, em sẽ đi với Tha Du mặc dù anh đã hát cho em nghe sao? Hẹn gặp lại ngày mai, tạm biệt. Anh Rogi gặp lại sau nha. Tha Du. Cái gì? Dám nghi ngờ giọng hát của Rogi hả? Cứ đợi đó. Ngày tiếp theo, Tha Du và Nuri đang luyện tập tại trạm xe. Wow, chúng ta kết hợp thật là ăn ý đó. Có vẻ như vậy. Gọi đó là hát sao? Hãy coi anh làm được những gì nè. Hay là chúng ta tập lại lần nữa? Được thôi. Và rồi mỗi ngày khi mặt trời sắp lên, mình thích làm việc, mình là Rogi. Anh Rogi. Hả? Sao? Có chuyện gì hả? Tại sao anh lại đột nhiên chen ngang vào? Anh không thấy là tụi em đang tập sao? Hả? Anh chỉ đang luyện tập khi chạy ngang qua thôi. Xin lỗi vì làm phiền đến hai em nha. Thử lại lần nữa hả? Vroom vroom vroom, chúng ta đi khắp nơi. Một ngày thật vui tươi. Vroom vroom vroom, vroom. Mình là Rogi. Chiếc xe buýt nhỏ Rogi. Anh Rogi. Hả? Anh Rogi, anh cứ cắt ngang tụi em là sao? Ai cắt ngang vậy? Anh đã nói là anh chỉ chạy ngang qua. Anh Rogi, em đã nói là tụi em đang tập luyện mà. Được rồi. Vậy tập luyện tốt nha. Anh đi đây. Anh ấy đi thật rồi chứ? Mình nghĩ lần này chắc anh ấy đi thật đó. Tại sao anh Rogi lại làm như vậy hả? Anh Rogi đã đi rồi, chúng ta cùng nhau tập luyện tiếp nào. Được. Sẵn sàng, hát thôi. Một ngày khi mặt trời sắp lên. Lại là Rogi nữa. Mình là xe buýt lem lên Rogi. Mình rớt, mình ăn, mình lao, mình chui. Mình là Rogi thần kỳ. Mình chạy thật nhanh. Thôi mà, anh Rogi. Tha Du, mình hãy tìm nơi khác để tập luyện đi. Rơm, thật là thích quá đi. Hai mấy đi rồi sao? Tưởng là có thể đẩy mình ra được sao? Mình sẽ đi theo đến cùng. Chắc là ở đây ổn rồi đúng không? Phải, mình không thấy anh Rogi nữa. Vậy thì chúng ta tập luyện từ đầu nha. Được thôi. Kỳ Bình Minh đang tràn về bên hiên nhà và nâng đón chào chúng ta. Rogi thần kỳ. Kỳ Bình Minh đang tràn về trong hiên nhà nâng đón chào chúng ta. Rogi. Đường tuy xa mà ta luôn luôn hân hoan. Rầm. Rogi. Thật là phân khích. Rogi. Xe buýt nhỏ Rogi. Ta hát ba cùng nhau. Anh Rogi. Cái gì? Anh định cứ cắt ngang tụi em như vậy hả? Dừng lại đi. Anh xin lỗi, anh không hề cố ý làm vậy đâu. Chỉ là anh muốn chứng tỏ rằng anh cũng có thể hát tốt thôi.
Nuri ơi, cho anh đến bữa tiệc với nha. Sao chứ? Nuri ơi, em có nghĩ là anh hát hay hơn ta vô không? Nè, anh Dogi, lẽ ra em nên nói với anh ngay từ đầu. Anh nói với anh cái gì? Là Thayo hát hay hơn anh nhiều. Đó chính là lý do em đã mời Thayo chứ không phải anh. Sao? Nên anh làm ơn đừng cản trở tụi em nữa mà được không? Được thôi. Anh biết rồi. Anh Rogi. Thayo, mình bắt đầu tập lại đi ha. Thayo xe buýt nhỏ. Buổi tối ở trạm xe, nhưng vẫn không thấy Rogi đâu cả. Anh Rogi chắc cảm thấy đau đớn, nhưng anh ấy có thể đi đâu được chứ? Anh Rogi về kìa. Thật hả? Anh Rogi, sao anh về trễ vậy? Anh mệt quá, anh đi ngủ trước đây. Không biết là anh ấy đã làm gì ta. Anh cũng vậy. Kể từ ngày hôm ấy, Rogi luôn về trạm xe trễ. Hôm nay anh Rogi lại về trễ. Ngày hôm sau, Thayo làm xong việc và đang trên đường chạy về nhà. Không biết là mỗi ngày anh Rogi đi đâu sau khi xong việc nữa. Đó là anh Rogi. Đó không phải là hướng đi về trạm xe. Mình phải theo mới được. Mất dấu anh ấy rồi. Chắc là anh ấy đi đường này. Mình đi làm. Mình bài hát gì vậy ta? Rồi quay lại như chi chóp. Rơm 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 rơm. Mình đi làm. Wow, anh Rogi hát hay hơn lần trước nhiều lắm. Công nhận hát hay thật. Mình nghĩ mình đã luyện tập thật là hiệu quả. Thì ra mỗi ngày anh Rogi đến đây để luyện hát. Đúng là hiệu quả của việc luyện tập. Nuri chưa bao giờ nghĩ sẽ dẫn mình đến buổi tiệc. Bây giờ mình cũng có thể hát rồi. Anh Rogi chắc rất muốn đến bữa tiệc cùng với Nuri. Mình biết rồi. Cuối cùng cũng đến bữa tiệc của Nuri. Nè Thayo, bạn đã chuẩn bị xong hết chưa? Có chuyện gì vậy? Bạn đang làm gì ở đó? Đột nhiên sáng nay Thayo cảm thấy không khỏe. Xin lỗi Nuri. Mình nghĩ là hôm nay mình không đi với bạn được. Cái gì? Hôm nay là tiệc đó. Nếu bạn không đi thì ai đi với mình? Xin lỗi. Hay là bạn đi với anh Rogi thay cho mình nha, được không? Cái gì? Anh Rogi hả? Nhưng mà... Chỉ có anh Rogi mới biết hát bài hát chúng ta đang luyện tập. Hay là bạn cứ nghe anh Rogi hát thử rồi chúng ta sẽ quyết định. Nhưng mà... Anh Rogi, hát đi anh, hát đi. Anh hả? Nếu Nuri lại không thích thì sao? Không, mình đã luyện tập rất chăm chỉ mà. Được, mình sẽ thử. Kìa bình minh đang tràn về bên hiên nhà và nắng đón chào chúng ta. Tên mình đó Rogi. Cùng về mau mau một ngày vui sao cười rộn ra với nhau đi nào. Tên mình đó Rogi. Wow, Rogi hát hay quá. Wow. Rum 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 rum. Mình cùng nhau rong ruổi khắp đời. Cùng một người bạn thân tên Nuri. Còn mình là Rogi. Wow, cả hai hát hay thật. Đúng là một đội ăn ý đó. Nè, anh Rogi. Em đã cư xử không đúng với anh rồi. Em xin lỗi. Anh có muốn tới dự tiệc với em không? Tất nhiên là anh muốn đi cùng với em rồi. Cảm ơn anh Rogi. Được rồi kìa. Anh đã xong rồi, chúng ta đi thôi. Dạ, hôm nay nhìn hai người rất là tuyệt đó. Chúc anh đi chơi có một buổi tiệc thật vui. Cảm ơn, anh đi nha. Chúc ta lại. Thayo, chị đã kiểm tra xong nhưng không có vấn đề gì cả. Em có chắc là em bị bệnh không? Dạ, tại em tự nhiên thấy khỏe hơn rồi chị ơi.
Sao chứ? À, Taiyo đã giả vờ bị bệnh. Như vậy thì Rogi mới có thể đi với Nuri đến bữa tiệc. Anh hát hay hơn lúc trước nhiều đó. Ý em là sao? Nào giờ anh hát hay lắm mà. Ngày tồi tệ nhất của Nuri. La 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 la. Mình cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Taxi. Hả? Taxi. Ơ, xin chào chị. Em chở chị đến trung tâm hội nghị thành phố được không? Chị đang gấp lắm. Ơ, dạ được. Em sẽ chạy thật nhanh để đưa chị tới đó. Chúng ta đi thôi. Vì khách đang cần đi gấp nên mình phải tăng tốc lên. Đèn giao thông chuyển màu mất rồi. Được thôi. Hả? Gì nữa vậy? Đèn đỏ nữa rồi. Cái gì đây? Hả? À. Trời ơi, chắc là mình sẽ trễ mất. Chúng ta tới rồi thưa chị. Em nói là đi nhanh mà bây giờ chị trễ rồi nè. Em xin lỗi. Nếu không phải gặp nhiều đèn đỏ như vậy thì mình sẽ tới nơi đúng giờ. Hả? Cái gì vậy? Xém chút là trúng rồi. Sao lại có vũng nước to đùng ở đây vậy chứ? Trời ơi! Trời ơi! Mình không thấy gì cả. Hả? Sao vậy nè? Trời ơi! Đó là những gì đã xảy ra. Cũng may là em không có bị làm sao cả. Có lẽ em là chiếc taxi kém may mắn nhất trên đời này. Ồ, Nuri, không phải vậy đâu. Hôm nay sẽ có nhiều điều may mắn đến với em đó. Thật không hả chị? Tất nhiên rồi. Chị Hana. Hả? Ủa, Nuri cũng ở đây nữa hả? Ủa? Có chuyện gì với em vậy? Hả? Em bị đau ở đâu hả? Không có gì đâu. Hôm nay mọi người không đi làm hả? Tụi mình đang định đi. Tụi anh đang định hôm nay sẽ đi chơi trên du thuyền. Cái gì? Du thuyền sao? Mọi người may mắn quá. Mình luôn ước được đi du thuyền một lần. Chị nhớ rồi. Nuri à, em có muốn đi với tụi chị không? Hả? Em đi được hả chị? Được chứ. Chú Sito có chút việc cần phải làm nên em có thể đi thay chú ấy đó. Chị Hana là tuyệt nhất trên đời. Thấy chưa, chị đã nói là những điều tốt lành sẽ đến với em mà. Chị Hana. Hả? Tại vì em đã lỡ rủ Bích đi rồi cho nên Nuri sẽ không đi được. Cái gì? Mình xin lỗi Nuri. Thấy chưa chị Hana, em đúng là chiếc xe xui xẻo nhất trên đời này luôn. Được rồi, xong rồi đó. Em có thể chạy lại bình thường rồi. Em cảm ơn chị, em đi trước nha. À, đợi chị một chút nè. Hả? Ta ta. Cái gì vậy chị? Đây là một món quà. Đây. Wow, đẹp quá à. Đây là một chiếc vòng may mắn đó. Vòng may mắn hả chị? Phải. Chiếc vòng cổ này sẽ luôn mang lại may mắn cho em. Không thể nào, làm gì có chuyện đó chứ. Chị nói thật đó. Vậy em cứ cầm lấy và nở một nụ cười với mình đi. Dạ cảm ơn chị. Chúc chị ngày tốt lành. Em cũng vậy. Vui lên nào, Nuri. Mặt mình bị gì thế này? Không biết là chiếc vòng này có mang lại may mắn cho mình không. Chắc là không đâu. Taxi. Dạ xin chào. Xin chào quý khách. Tôi đang cần chạy đến trung tâm hội nghị thành phố rất là gấp. Trung tâm hội nghị thành phố? Hồi sáng mình đã tới đó trễ đây nè. Nè, sao em không chịu chạy đi? Tôi sắp trễ giờ rồi. Dạ thưa quý khách. Nuri lại chạy trên đường tiến thẳng tới trung tâm hội nghị thành phố. Mong là lần này mình không có trễ nữa. Phần may mắn là mong giúp mình chạy tới đó đúng giờ nha. Hả? Đèn xanh rồi kìa.
này cũng vậy. Hay quá. Hả? Tới trung tâm hội nghị thành phố rồi. Wow, mình đã tới nơi rồi. Quý khách ơi, quý khách có muốn xuống ở đây không? Em có thể rẽ phải và cho tôi xuống phía trước được không? Thôi dạ. Nhưng đó là chỗ mà mình đã bị dính đầy bùn. Mình không muốn tới đó nữa đâu. Nhưng mà mình phải tin vào chiếc vòng may mắn và thả khách xuống đó. Hả? Wow, con đường sạch sẽ trở lại rồi. Chắc là có ai đó vừa mới lau dọn. Đã tới nơi. Cuối cùng cũng tới nơi đúng giờ. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, không có gì đâu. Vậy là ngày hôm nay đã trở nên tốt đẹp. Đây chính là chiếc vòng may mắn của mình. Đã bị kẹt phía trong xe hàng mất tiêu rồi. Nó di chuyển. Mình đang ở đâu đây? Tayo, xe buýt bé nhỏ. Thật là tuyệt vời. Đúng vậy. Hả? Anh chưa bao giờ đứng gần một chiếc du thuyền như vậy hết. Được rồi, các em đã sẵn sàng bước lên du thuyền chưa? Khoan đã, Bích vẫn chưa tới nữa. Chào mọi người. Bích, sao bạn tới trễ quá vậy? Mình xin lỗi vì đã tới trễ. Mình phải giao một số hàng trước khi chạy tới đây. Được rồi. Bây giờ mọi người đã đông đủ, chúng ta lên thuyền thôi. Mình thấy phấn khích lắm. Tayo à, sao em buồn vậy? Em đang nghĩ đến Nori. Em thấy rất tiếc khi bạn ấy không thể đến đây. Nếu mà bạn ấy có thể đến được đây thì chắc là thích lắm. Em đừng lo, chị chắc là hôm nay Nori sẽ vui mà. Đi thôi. Dạ. Ôi không, sao mình lại bị nhốt trong này chứ? Nó không phải là vòng may mắn gì hết. Dừng lại rồi. Đó là tiếng gì vậy? Có khi nào đó là xe tải khổng lồ trong truyền thuyết? Wow. Nhìn phía đằng kia kìa, đẹp quá đi. Yeah. Có ai ở đó không? Hả? Anh Rogi, anh có nghe tiếng gì không vậy? Hả? Anh có nghe tiếng gì đâu? Cứu mình với. Hả? Anh Rogi, có ai đó kêu cứu phải không anh? Lần này thì anh nghe thấy rồi. Làm ơn mở cửa. Hả? Chị nghĩ là tiếng kêu phát ra từ đây nè. Làm ơn mở cửa. Hả? Hả? Ôi trời, là Nori. Anna là chị hả? Có chuyện gì vậy em? Em cứ chạy ra đây trước đã. Dạ được. Bạn có sao không Nori? Bạn chạy vào thùng xe của mình lúc nào vậy? Hả? Vậy là nãy giờ mình ở trong xe của bạn hả Bích? Có chuyện gì vậy Nori? Sao chị lại ở trong đó vậy? Mình đánh rơi chiếc vòng may mắn nên đã chạy vào trong thùng sau của Bích để tìm vòng may mắn hả? Nhưng mà lần này nó không mang tới may mắn cho mình. Hả? Wow! Mình đang được ở trên du thuyền hả? Đúng vậy. Bạn may mắn lắm đó. Không phải là bạn muốn một lần đi du thuyền sao? Wow! Không thể nào tin nổi là mình đã được lên đây.
cuối cùng thì chiếc vòng đó đúng là vòng may mắn của mình. Ôi không, vòng may mắn à. Nuri à, em đang tìm cái này phải không? Ôi không, nó bị méo hết trơn rồi. Em biết phải làm sao bây giờ, chắc em sẽ gặp chuyện xui, chiếc vòng may mắn không còn nữa. Không, không có chuyện đó đâu Nuri. Nhưng mà thực ra thì thấy em buồn quá nên chị đã dựng ra chuyện này đó. Nó chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường thôi. Sao hả chị? Nhưng mà em nhìn nè, cuối cùng thì em lại được đặt chân lên du thuyền rồi. Chị nghĩ là em sẽ gặp may mắn dù có hay không có chiếc vòng này. Đúng vậy đó Nuri. Bạn cũng đến được du thuyền với tụi mình rồi nè. Bạn đúng là một chiếc taxi may mắn mà. Bạn nói đúng. Mình đúng là chiếc xe taxi may mắn nhất trên đời. Quả là một ngày khó khăn cho Nuri, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp. Chúc mừng nhé Nuri.